Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe Sita XTA 890 được trang bị cấu hình chuyển động Shimano, bộ đè Atus, phanh đĩa. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Xe thì khung làm từ nhôm, rất sơn còn rất là mới đẹp, hầu như là không có một vết xước nhỏ nào đáng kể. Rất là mới đẹp. Bộ tay bấm Shimano. Đĩa Meyer bi vòng lốp 800, lốp 28. Đây là chuyển số Atus. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 57 cm. Và chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m57-58 đến 1m70. Phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 8 tầng lít, 2 tầng đĩa. Meyer Shimano. Chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em, chỉ 5,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn và hỗ trợ. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.